Em đi đâu vậy? Em đi đâu phải nói một tiếng chứ. Đi đâu anh đã biết rồi mà. Anh còn muốn nói dối tôi tới bao giờ nữa hả? Ý của em là... Tôi quá thất vọng vậy anh. Triều, khoan đã. Nếu như gì anh sắp nói không phải là sự thật, dù chỉ là một chút giả dối, thì đừng bao giờ đứng trước mặt tôi mà nói nữa. Tôi chán lắm rồi. Nhớ người này là ai không? Ai vậy? Chị của em đó. Chị tôi? Ừ, chị hai của em đó, tên Dân. Chị đâu rồi? Chết rồi. Chết sao? Chuyện này dài dòng lắm. Em chuẩn bị tinh thần đi, rồi anh kể cho em nghe từ đầu. Chuyện là vậy đó. Những gì anh kể cho em nghe đều là sự thật. Em hiểu rồi. Em hiểu được cái gì? Không có gì. Thưa ba, con đi học mới về. Vô đây con. Á, cậu Chiêu. Con nhớ cậu lắm á. Cậu mới đi nước ngoài chữa bệnh về hả? Cậu mới đi nước ngoài về. Mừng quá à cậu. Ba, mà sao ba không cho con đi đón cậu? Trời ơi, con còn phải đi học, đi đón gì? Ủa, mà con đi về đây bằng cách nào vậy? Con không thấy ba đón cho nên con đi bộ về. Thôi đừng nói vậy chứ, ngày nào mà ba không đi trước con đâu. Chẳng qua là hôm nay ba mắc nói chuyện với cậu cho nên ba quên. Con nói vậy cậu không biết rồi tưởng ba bỏ bê con. Cậu quýnh ba sao? Cậu đừng có đánh ba con nha. Lúc này ba con giỏi lắm. Dạo này anh giỏi lắm, không có giống như xưa đâu. Trời, Hân. Con làm mẹ lo muốn chết, con có biết không hả? Ba, sao cậu chịu thấy ghê quá vậy? Ba cũng biết nữa. Triều ơi Triều. Triều. Anh Tiến. Anh. Bé Hân. Dạ. Đây là nhà của mình. Đúng rồi. Tại sao hình chị hai em lại treo ở đây? Hồi nãy anh có kể cho em nghe qua rồi mà. Chị hai em đâu? Em hỏi chị hai em đâu? Nè, ba. Chị hai em đâu? Triều ơi, chị hai em chết rồi. Tại sao chết? Tại sao chị hai em chết? Bị người ta đâm. Ai giết? Ai giết chị hai em? Triều à, em bình tĩnh có được không? Chị hai của em bị đâm ngay trước mặt của em mà em cũng không nhớ nữa hả? Tại sao họ giết chị hai của em? Ai giết chị hai em? Hả? Đám đặt em cũng gặp lát chứ còn ai nữa? Tại sao tụi nó giết chị hai của em? Là tại em. Tất cả là tại em hết. Em đã ủng hộ chị hai của em đi tố cáo tụi nó đi giết ông Công, cho nên tụi nó mới hãm hại chị em. Nó giết chị hai em đó là lỗi tại em. Triều à? Triều. Triều. Em đi đâu vậy? Em đi đâu phải nói một tiếng chứ. Đi đâu anh đã biết rồi mà. Anh còn muốn nói dối tôi tới bao giờ nữa hả? Ý của em là... Tôi quá thất vọng vậy anh. Triều, khoan đã. Nếu như gì anh sắp nói không phải là sự thật, dù chỉ là một chút giả dối, thì đừng bao giờ đứng trước mặt tôi mà nói nữa. Tôi chán lắm rồi. Nếu như em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại giữ bí mật đến giờ phút này đúng không? Tất cả là vì sự an toàn của cậu. Em xin lỗi đã lớn tiếng với anh lúc nãy. Không có gì. Cho dù không cùng chung huyết thống, nhưng mà chúng ta cũng như là anh em ruột. Anh Hoàng à, gã còn lại tên gì vậy? Nguyễn Nam. Giang hồ gọi là Nam Tabu, hay là Nam Lựu Đạn. Tới giờ hắn ta vẫn chưa bị bắt sao? Anh nghe bên công an nói là hắn đã trốn đi nước ngoài rồi. Khốn nạn thì. Anh có hình của nó không? Nếu như em muốn trả thù thì hãy cố gắng khai thông thế bế tắc hiện nay. Ý của anh là anh muốn biết trước khi chị Dân bị giết, chị Dân đã nói những gì với em? Đúng.